chả muốn thục mạng luôn. Cứ tưởng quán có khách mà quên giờ có giấy xét nghiệm mới được vô quán. Hèn chi cái quán vắng que mà không chết luôn à. Trời, nói nghe nè. Ngồi xuống đây. Tôi với ông đi giao cà phê. Sao? Ông làm mơ ông làm việc á cho nó có tinh thần trách nhiệm tí xíu được không? Tôi làm được. Tôi giao một lần 3 đơn. Ừ. Mà tôi còn về đây trước. Ông có một đơn ông đi giao gì giờ này ông mới về? 3 đơn của bà, 3 đơn gần, một đơn của tôi, một đơn xa. Mà giờ lắm mắt cái gì phải đi về sớm về gấp. Có 3 đơn của bà là Mai Phước rồi đó. Quán mình bà thấy không? Hổng gài, có khách đâu. Cũng tại cái cứ xét nghiệm vậy đó. Bây giờ âm tính hả mới được vô quán. Quan trọng là không có người nghi ngờ nhiễm bệnh ở đây. An toàn là trên hết. Đúng. Bây giờ ít nhiều á, tại sao người ta xét cái giấy âm tính? Thì á, nó tùy dùng, ví dụ như đó là khu chợ hay là những cái nơi mà tập trung đông người, hay là từ cái hạ địa phận này đi qua cái địa phận khác thì cần mới phải xét nghiệm âm tính, có giấy đàng hoàng. Còn đây nó chỉ là một cái quán cà phê nhỏ, mà chưa kể mọi người ở đâu, hàng xóm với nhau ở trong xóm không à, cũng đâu có được đi đâu xa, quanh quẩn hả hàng xóm với nhau đi tới đi lui gặp nhau. Vậy mắc cái gì mà cứ phải xét nghiệm âm tính mới được vô quán? Sao khó khăn quá vậy? Bà chắc là mấy người trong xóm này không có đi ra ngoài không? Thì mấy người trong xóm thì cũng vòng vòng trong xóm chứ có ai mà hả đi từ ở ngoài ra về. Ví dụ như người ta đi ở ngoài về, người ta khai báo, người ta báo với bà hả, lỡ như mà lỡ đi ra ngoài đường, tao tiếp xúc với ai đó trong vùng dịch đi ra, hay là lỡ mà đi đâu đó tự nhiên quẹt đúng con virus ở đầu trên lông tóc lên tinh tóc gì vô quán mình còn sao? Quán nhân quẹt là không có một người khách, từ sáng tới giờ được 4 đơn. Thì từ từ có chứ bây giờ sao tự nhiên cái độ thừa tôi, cái là quán ế cái độ thừa tôi. Rồi để cho cà phê gặm móc hết đi. Ủa chết cao chính mới tới hả? Vô quán rồi. Khoan ra đây. Xin lỗi chính, xin chào quý khách, chúng tôi cần quen quá hả? Mệt ghê. Giấy mời chính vô. Dạ mời chính ra. Trời ơi, chính có giấy thì thôi để chính ngồi đi. Coi cho kỹ đi tên tôi đó ông. Dạ đúng. Tên của chính đúng. Họ chính đúng. Giấy hiệu lực chữ ký cũng đúng, dấu một cũng đúng. Nhưng mà cái ngày sai. Đợi con cái nha. Vậy. Rồi mà dậm. Thấy không? Cái ngày này mới vừa bị quẹt nè, thấy không? Ủa sao tự nhiên cái chỗ này đâm lét vậy? Đó, cái bình thường cái chỗ này là cái số này, số cũ là gì? Số 3. Bây giờ quẹt thành số 9 nè, thấy không? Nè, cái gì vậy? Sao chát, tự nhiên nhiều khi ở đây nó ngay cái mực nó ra nhiều thì nó đậm thì sao? Không hề, hãy tập trung nhìn vô đây cho kỹ nè. Bên này nếu mà mực đậm thì bên này cũng y chang đúng không chưa? Cái vết ở đây đồ đậm lắm nha chính. Nó mọc đỏ đàng hoàng, mấy ông mấy bà ơi. Cái mọc thì rất đúng, nhưng mà con đang tình nghi chính đang ngụy tạo giấy tờ. Con nghĩ là đây là tờ giấy đã hết hạn rồi. Mời chính ra ngoài cho. Giấy hết hạn rồi đó. Cái gì? Ủa chính, cái này quy định của tụi con là giấy phải còn hiệu lực thì mới được vào. Giấy hết hạn rồi chính vô đây làm chi? Quy định của chính chứ không phải quy định của tụi bay nghe. Nhưng mà tụi bay nghĩ đi, cái giấy á, cái hạn của nó là trong vòng 5 ngày, 7 ngày là phải đi làm giấy xét nghiệm khác. Mệt mỏi quá tụi bay. Cái quy định này tao đưa ra thì tao hối hận thiệt á. Bây giờ có đi đâu nha. Quy định này do chính đặt ra, con xin phép chính đồng ý rồi. Mình phải giữ vững lập trường của mình chính à. Đúng là do chính đã đặt ra cái quy định này, cho nên là bây giờ là chính mới mệt mỏi và chính mới hối hận nè. Đúng á, là cái giấy xét nghiệm á, lưu thông á, thì nhiều khi là cũng tốt cho mình, nhưng mà phải tùy nơi, tùy hoàn cảnh, tùy chỗ, tùy lúc. Đúng rồi đó. Không được chính ơi. Thôi bây giờ chính quy định kể từ giờ phút này, ai vô nhà vô quán không cần phải giấy lưu thông. Con ủng hộ chứ. 50% chiều nay, 50% khuyến mãi, 50%, 50%, 50% chiều nay, 50% khuyến mãi, 50%, 50%, 50%, 50%.